Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Hi, xin chào anh em trở lại với channel Chém Game. Xạ thủ có vai trò cực kỳ quan trọng và càng ngày xạ thủ ra mắt càng nhiều và đa dạng hơn. Được ứng dụng nhiều từ việc solo đường đến đi rừng, một game đấu có xạ thủ chắc chắn đó là một game easy. Vậy tại phiên bản mới mùa đông kỳ thú này, xạ thủ đi rừng nào đáng mua và nên chơi nhất? Trang bị cùng bảng ngọc ra sao của vị tướng đó? Sau đây chính là câu trả lời dành cho anh em đang thắc mắc mua tướng xạ thủ gì để đi rừng và chọn tướng xạ thủ nào để chơi. Top 5, Whit là xạ thủ sát thương mạnh, đặc biệt sát thương sốc từ chí mạng của Whit rất là đáng gờm, khó ước lượng, khả năng thủ trụ hoặc là ép trụ tốt với chiêu cuối. Mặc dù ưu điểm sát thương lớn, nhưng Whit lại rất mỏng manh và có thể tạm coi đây là vị tướng xạ thủ mềm nhất trong các vị tướng xạ thủ đi rừng hiện tại. Cần sự bảo kê gần như 100% để có thể bắn tốt cho cuộc giao tranh. Điều Whit không được quá ưa chuộng ở server Việt đơn giản là chúng ta thiếu nhất chính là vị tướng trợ thủ tốt. Đi team không nói, chứ đi đơn mà muốn một vị tướng trợ thủ tốt, xác suất chỉ có 10% mà thôi. Đặc biệt là ở các bậc rank cao thủ đổ xuống, kiếm một trợ thủ tốt gần như chỉ có 1% là may ra. Vậy thì cơ hội nào cho Whit? Đương nhiên là rank nào cũng có đặc điểm riêng biệt. Rank thấp thiếu trợ thủ thì lại ít sát thủ biết bắt chủ lực. Rank cao gánh hay bắt giỏi thì lại có trợ thủ bảo kê tốt. Nên anh em không việc gì phải lo lắng cả. Whit ngoài công việc đi rừng thì solo đường đều có thể, nên một sự lựa chọn của Whit em tin chắc rằng anh em không hề sai lầm. Các điều cần chú ý về vị tướng này hẳn là khả năng di chuyển tốt, đọc bản đồ và ra vào giao tranh hợp lý. Sau đây là trang bị và bảng ngọc cho anh em tham khảo để đeo rank với vị tướng Whit này nhé. Top 4, Rope. Sự lột xác ở phiên bản mùa đông này khiến cho Rope trở nên hot hơn và chẳng có lý do gì chúng ta lại không chơi vị tướng xạ thủ, vừa đấu sĩ lại có thể chơi tay đôi với tất cả vị tướng sát thủ mà không hề e ngại. Với cơ chế mới từ chiêu 1 đoạn mệnh nỏ giúp cho Rope tiếp cận giao tranh và góc pha ganh sau thương tiềm tàng sự nguy hiểm. Chất tướng đi rừng mạnh, khỏe, có thể tự lo cho bản thân. Nhớ mua Rope dù giá khá chát một chút xíu, vì dù sao đây là vị tướng từ kho báu ra cả mà. Ưu điểm, tay đôi mạnh, không ngại mọi đối thủ. 1v1 dọn rừng nhanh, ăn bùa khỏe, lết game rất bá. Một chút ưu điểm đó chính là giao tranh chỉ đơn mục tiêu là mạnh nhất, nhưng dù vậy với lượng sát thương sốc này thì dù châu a sao gặp Rope đều phải khóc. Một chút nhược điểm của Rope anh em cần phải chú ý đó chính là không có chiêu thức cơ động kiểu vượt địa hình, ngoài khả năng không thể bị khống chế từ chiêu cuối cùng một chút cơ động từ chiêu 2 và chiêu 1, khả năng ép trụ thuộc dạng chung. Nếu bạn cảm thấy hợp với phong cách của Rope thì nên mua ngay vị tướng này nhé. Sau đây là trang bị và bảng ngọc của Rope dành cho anh em tham khảo. Top 3, Fennec. Cáo chưa thanh là vị tướng điển hình cho chiến thuật lan cầu tuyết khi sử dụng xạ thủ đi rừng. Fennec nổi danh với kíp nổ, nhưng khi phiên bản mới cập nhật, 4 lần kíp nổ của Fennec bị hạn chế sát thương, chỉ còn 1.000 mà thôi. Nhưng dù vậy, với cách thức ép 3 kíp nổ bỏ lần kích hoạt cuối, luôn giúp cho Fennec gây lượng sát thương như thời kỳ chưa thay đổi. Dù bị nét nhẹ ở trụ, nhưng Fennec lại đang được tăng sức mạnh một cách, đó chính là giảm một chiêu kíp nổ và chiêu cuối lúc siêu thanh. Nếu bạn thích chơi Fennec với chiến thuật lan cầu tuyết gánh sớm ăn trụ đầy nha, thì nhớ mua ngay vị tướng này nhé. Dù ưu điểm là dọn rừng nhanh, ăn bùa cực mạnh, ép trụ thì khỏi chê, thì các yếu điểm anh em cần phải để ý đó chính là càng cuối game thì sức mạnh của Fennec lại càng bị hạn chế và bị phụ thuộc vào đồng đội rất nhiều. Giao tranh yếu hơn các vị tướng xạ thủ khác bởi khả năng tấn công đơn mục tiêu, cần đồng đội dứt điểm trận đấu sớm. Không hợp để chơi các trận đấu chơi nhây hoặc là kéo dài về late game, bởi khi đó sức mạnh và khả năng giao tranh của Fennec bị hạn chế rất nhiều. Sau đây là trang bị và bảng ngọc tham khảo dành cho anh em. Top 2, Vio. Ở phiên bản mới này, nhiều người luôn e ngại và đặt ra câu hỏi từ khi kiếm trường thay đổi, có còn nên chơi Vio hay không? Và đương nhiên câu trả lời của S là có. Vio kiếm trường thay đổi không còn phù hợp để cô nàng lên trang bị cấp 3 này, nhưng đây lại là cơ hội khác cho vị tướng siêu xạ thủ này. Đó là lên trang bị cấp 2 đao truy kích hoặc là lên cung báo tố đều ok nhé. Khả năng bắn giao tranh tốt, ép trụ mạnh, có một Vio bạn luôn có cơ sở để đánh về cuối game. Còn nếu Vio sang đầu game ư? Chắc chắn nếu trận đấu đó không có quang game thì việc chấm dứt trận đấu không hề khó khăn. Vio cực mạnh cho pha đạn xuyên thấu x2 hoặc là các pha combo đáng gờm khi sát thương từ chiêu 2 và chiêu cuối không hề nhỏ. Chơi Vio nhớ tận dụng 3 điều đó chính là bụi, tường và vị trí cùng hướng luận bắn. Giá thì rẻ 13.888 vàng. Còn chờ gì mà không sắm và chơi ngay Vio nào. Đặc biệt với anh em nào mới chơi Liên Quân thì chỉ cần nạp vào lần đầu là có ngay 3 sự lựa chọn.
Lữ Bố, Lily hoặc là Vio. Theo S thì nếu anh em là thích đi rừng hoặc solo đường thì Vio là không hề tệ. Sau đây là trang bị và bảng ngọc dành cho anh em. Top 1, Lindit. Thực ra Vio và Lindit luôn làm cặp bài 1-9-1-10, nhưng với sự thay đổi của trang bị đi rừng thì Lindit luôn còn là một đối thủ xứng tầm, dù bị giảm khá nhiều sức mạnh ở phiên bản gần đây. Nhưng sức ảnh hưởng từ khả năng cấu rỉa hoặc giao tranh từ Lindit luôn được đánh giá rất cao. Là bà hoàng bụi cỏ với khả năng xoa thương mạnh, cơ động, tạo kiểm soát tầm nhìn và thế trận tốt. Chơi Lindit nên tận dụng các bụi cỏ để giúp bạn farm rừng đầu game tốt hơn và khả năng tối ưu hóa sát thương và sự cơ động từ nội tại của quân nàng này có. Nên giao tranh tại các vị trí nhiều bụi cỏ, đó vừa là sát thương vừa là cách giúp Lindit khó bị gank và sinh tồn mạnh hơn. Nên chẳng khó hiểu mà rất nhiều người đang tin dùng vị tướng này. Khả năng đi rừng thượng thừa của Lindit hiện tại có thể cầm đi solo đường để ổn. Vậy nên chưa bỏ qua một vị tướng đa di năng tại phiên bản mới này nhé. Sau đây là trang bị và bảng ngọc Lindit dành cho anh em tham khảo. Trên đây là các vị tướng xạ thủ đi rừng anh em nên ưu tiên mua và lựa chọn kèm theo trang bị và bảng ngọc tham khảo giúp anh em chơi tốt hơn. Có một điểm anh em cần nhớ cho S đó là giày du mục đa số đến giai đoạn giữa và cuối game để được chuyển sang giày hộ vệ hoặc là giày kiên cường, còn thương xuyên phá đến cuối game đều được bán đi để lên kiếm Muramasa, hoặc nếu có kiếm rồi thì để slot đó bán đi lên trang bị thủ như là giáp thiên thần, liềm đoạt mệnh hoặc là găng thịnh nộ, hoặc một trang bị phun công nếu bạn có sự bảo kê quá tốt. Còn bảng ngọc thì sao? S đưa ra cho anh em hai bảng ngọc, đó chính là bảng ngọc chí mạng và bảng ngọc tốc độ đánh, giúp cho anh em chơi xạ thủ ổn và mạnh hơn. Hai bảng ngọc này các bạn có thể sử dụng để đi rừng này, đi solo đường đều tối ưu nhé. Hi, xin chào các bạn, đến hẹn lại lên. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục có một event tuyệt vời dành cho anh em đây. Cuối năm mà đúng không nào, gần Tết chúng ta đương nhiên phải làm nhiều event cho anh em rồi. Và đây là cái sáp bạc bayliênquân.vn. Một cái sáp bạc mới thôi, nhưng mà cực kỳ nick để cho anh em thử nghiệm. Và hôm nay mình lại nạp ở đây 400k để mà mua nick và test cho anh em, cùng anh em trải nghiệm các tính năng mới như là mua random hoặc là mua thẳng ạc nếu anh em nào có điều kiện. Đương nhiên rồi, các bạn nào có điều kiện thì có thể vào đây mua thẳng nick hoặc là tự test. Còn bạn nào không có điều kiện yên tâm đi, xem clip của S chắc chắn sẽ có cơ hội nhận được nick và được chiếc ạc ở ngay trên này. Ok, không dài dòng thêm, chúng ta bắt đầu ngay nhé các bạn ơi. Ở đây có rất là nhiều cái để các bạn check như là check mua thẳng nick liên quân này, 9k, thử mật may siêu cấp, cao cấp và sơ cấp. Đầy đủ thể loại cho anh em lựa chọn đúng với túi tiền của bản thân mình. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Đúng vậy, các bạn nào có điều kiện thì có thể tự mình check ạc ở trên này và lên trên ngay bayliênquân.vn, S có để link ở phần mô tả nhé. Đây rồi, đây là cái ạc đầu tiên, mà mau check đi các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta lại mua cái ạc khác nào. Nó được cái hay là hiện ra ngay để mà anh em check các bạn ơi. Đây rồi, đây là cái nick thứ hai nhé các bạn ơi. Đây là cái nick thứ hai của chúng ta, bạn mau mau vào check đi. Hy vọng các bạn sẽ thực sự là may mắn, biết đâu được lại được cái ạc ngon 3x 4x tướng đúng không nào. Tiếp tục mua nào. Đây rồi, đây là cái nick thứ 3. Tiếp tục. Đây là cái nick thứ 4 dành cho anh em. Tiếp tục nào, chúng ta còn 172.000. Từ từ nào, mình vào nhầm vị trí cho các bạn. Mình muốn mua ở phần gói 70k cơ. 70k có xác suất rất là cao các bạn ạ. Lại được ạc VIP rất là ngon. Đây rồi. Tiếp theo một cái nick khác. Mua nào. Ok, vậy là chúng ta còn đúng 30k. Chúng ta mua một cái nick 30k nha các bạn ơi. Đâu ta, đây rồi. Các bạn mau mau check đi các bạn ơi. Mau mau check nào, nếu bạn là được ạc VIP đừng quên theo các bạn khác nhé. Đừng lo, ngoài phần check ạc chung và sử dụng chung để mà check ạc cùng nhau xem thử vận may, thì S còn có phần tuyệt vời hơn, đó chính là tặng một cái ạc riêng biệt cho anh em nào bình luận được nhiều like nhất. Đây là cái phần hẳn anh em đang rất là chờ mong rồi đúng không nào. Và cái nick hôm nay của chúng ta đó chính là, đúng vậy, đây là cái nick hôm nay tôi sẽ dành tặng cho anh em comment nhiều nhất, đó chính là wow, trợ thủ gần như là full luôn ạ. Xạ thủ pháp sư cực kỳ ngon, sát thủ thì thoải mái các bạn ơi, đấu sĩ solo đường, tanker đều có đầy đủ cho anh em cả. Đây rồi, tất cả ít nhất là 4x tướng các bạn ạ. Ngọc thì sao? Ngọc 90. Đây, ngọc 90 rất là ổn để mà đi rừng, ngọc phép chuẩn luôn ạ. Để mà nhận được các nick này, các bạn cần phải tham gia bước 1, bước 2 và đầy đủ điều kiện. Như sau đó chính là gì?
Video clip này Tùng phải đạt 5.000 like trong 5 ngày và trao giải vào ngày 18 tháng 12 cho anh em được nhiều like nhất, nhưng video phải đủ 5.000 like nhé. Nếu được quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này. Và nhớ thay đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính là động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.